Xin chào anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ mang tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, điện thoại Vsmart bán cho Mỹ giá 2 triệu, mạnh ngang máy 4 triệu. Mới đây, nhà mạng AT&T Mỹ đã bắt đầu bán 3 mẫu smartphone đầu tiên được sản xuất bởi Vsmart. Đây là một cột mốc hết sức quan trọng, bởi lẽ sau một vài lần lỡ hẹn như là BKV với Dubai hay Mobistar với Ấn Độ, cuối cùng những chiếc smartphone made in Việt Nam cũng đã có thể đặt chân ra thị trường quốc tế. Trước khi đi vào chi tiết thông số của từng thiết bị, chúng ta cần hiểu cách một chiếc điện thoại được phân phối tại Mỹ. Tại Việt Nam thì người dùng đã quen với việc mua một chiếc điện thoại bất kỳ mà mình thích, sau đó cũng tùy ý lựa chọn mua một thẻ SIM của một nhà mạng bất kỳ và nạp tiền để sử dụng. Tuy nhiên tại Mỹ, đa số người dùng sẽ làm ngược lại, họ sẽ lựa chọn nhà mạng trước, sau đó mới xem nhà mạng đó đang bán những mẫu điện thoại gì. Người dùng sau đó sẽ ký hợp đồng với nhà mạng, để rồi sau đó hàng tháng trả một khoản phí bao gồm chi phí và gói cước và chi phí dành cho thiết bị. Ví dụ, thay vì lập tức bỏ ra 1.099 đô la Mỹ để sở hữu iPhone 12 Pro Max, người dùng nhà mạng AT&T có thể hàng tháng sẽ bỏ ra 36,67 đô la Mỹ kèm cước thuê bao trong vòng 30 tháng. Có thể coi việc mua điện thoại tại Mỹ như tham gia hình thức trả góp vậy. Mặc dù gói cước trả sau là sự lựa chọn thông dụng tại Mỹ, nhưng thực tế các nhà mạng tại đây vẫn có các gói cước trả trước. Tuy nhiên, do doanh thu từ khách hàng trả trước không thể béo bở bằng trả sau. Ngoài ra, khách hàng trả trước tại Mỹ đa phần là những người không dư giả về tài chính. Vì vậy, những thiết bị dành cho thuê bao trả trước cũng chủ yếu là các thiết bị có giá dưới 100 đô la Mỹ. Và cả 3 thiết bị mà Vsmart mang tới Mỹ đều thuộc nhóm này, tức là các smartphone giá hợp lý phục vụ cho khách hàng trả trước. Đầu tiên là mẫu Vsmart AT&T Maestro Plus, tên mã là V350U, có mức giá là 89 đô la Mỹ, tương đương 2 triệu đồng. Rẻ như vậy nhưng thực tế Maestro Plus là sản phẩm đắt tiền nhất mà Vsmart hợp tác cùng với AT&T để bán tại Mỹ. Cấu hình của AT&T Maestro Plus bao gồm CPU Qualcomm Snapdragon 460, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, màn hình 6,22 inch, độ phân giải là HD+, camera chính là 13 megapixel cộng với 5 megapixel, camera selfie là 5 megapixel, pin là 3.300 mAh. Với mức cấu hình này thì chiếc Vsmart Maestro Plus đã có phần cứng xử lý ngang ngửa với một mẫu điện thoại Oppo có giá hơn 4 triệu đồng. Dĩ nhiên, điện thoại của thương hiệu Việt vẫn có một số điểm cắt giảm chi phí như thiết kế hay là tính năng đi kèm, nhưng với mức hiệu năng vượt trội của con chip Snapdragon 460 trong tầm giá 2 triệu đồng là đủ để giúp mẫu máy này trở thành một sản phẩm đáng cân nhắc. Tiếp theo là chiếc Maestro Plus sẽ là AT&T Motivate and Fusion Z. Mặc dù có tên gọi khác nhau nhưng AT&T Motivate V341U và AT&T Fusion Z V340U thực chất là hai chiếc điện thoại hoàn toàn giống nhau. Cả hai máy đều có cấu hình thấp với camera đơn và chạy phiên bản Android 10 Go rút gọn. Cấu hình AT&T Motivate và Fusion Z bao gồm CPU Qualcomm Snapdragon 215, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, màn hình 6 inch, độ phân giải là HD+, camera chính là 5 megapixel, camera selfie là 2 megapixel cùng với pin là 3.300 mAh, hệ điều hành Android 10 Go Edition. Là cùng một chiếc điện thoại, thế nhưng tại sao mà AT&T lại phải nhân bản thành hai dòng sản phẩm khác nhau? Theo một số ý kiến thì sự khác biệt có thể đến từ cách thức mà AT&T phân phối hai chiếc máy này. Nếu như Fusion Z được AT&T bán trực tiếp tại các cửa hàng của mình thì Motivate là sản phẩm mà AT&T dành riêng để bán tại hệ thống bán lẻ Walmart. Thực tế, giá của Motivate là 49 đô la Mỹ, cao hơn so với mức là 39 đô la Mỹ của Fusion Z, tức từ 800.000 đồng. Cả hai sản phẩm trên đều là những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc smartphone siêu rẻ. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, điện thoại dẻo của Samsung giảm gần nửa giá. Galaxy Z Flip là mẫu điện thoại màn hình dẻo được Samsung ra mắt năm ngoái. Hiện tại dù vẫn được bán ra nhưng giá trị của máy đã giảm một nửa. Galaxy Z Flip tại Việt Nam có thêm bản màu vàng với giá bán rẻ hơn 15 triệu đồng so với giá niêm yết trước đây. Việc giảm giá chỉ diễn ra ở một số cửa hàng. Chẳng hạn, bản màu đen của Galaxy Z Flip có giá từ 20,9 triệu đến 21,9 triệu đồng. Bản màu vàng có giá 21 triệu đồng. Z Flip màu tím gần như đã biến mất tại Việt Nam. Tại một số cửa hàng khác, Galaxy Z Flip chỉ được giảm giá nhẹ, nhưng số lượng hàng cũng không còn nhiều. So với đợt giảm giá trước Tết thì Galaxy Z Flip đã giảm thêm 1-2 triệu đồng tùy cửa hàng. Còn so với mức giá ở thời điểm ra mắt thì Z Flip giảm khoảng 15 triệu đồng. Sau khi giảm giá thì Z Flip cùng phân khúc với iPhone 12, Oppo Find X2, OnePlus 8 Pro hay đàn em Galaxy S21. Trên thị trường sách tay và điện thoại cũ thì giá của Galaxy Z Flip khoảng 15 đến 16 triệu đồng. Sản phẩm được ra mắt vào tháng 2 năm 2020 với giá ban đầu là 36 triệu đồng tại Việt Nam. Máy sở hữu màn hình gập độc đáo, tuy nhiên nếu so với các đối thủ cùng tầm giá, máy sử dụng chip đời cũ và thiếu kết nối 5G. Trái ngược với Z Flip, smartphone màn hình gập còn lại của Samsung là Z Fold 2 có mức giá ổn định. Z Fold 2 ra mắt vào tháng 9 năm 2020 với giá 50 triệu đồng. Đến nay sản phẩm vẫn được giữ nguyên giá.
Năm nay thì Samsung chưa có dấu hiệu sẽ tung ra phiên bản kế nhiệm của Z Flip, dù sản phẩm đã ra mắt hơn một năm. Z Flip là mẫu máy đầu tiên có màn hình gập ngang của Samsung, thay vì gập dọc như Fold hoặc là Z Fold 2. Khi mở ra, Z Flip có kích thước tương tự Galaxy S20+, với màn hình 6,7 inch, độ phân giải là Full HD. Khi gập, kích thước máy chỉ bằng một nửa, nhỏ như hộp phấn trang điểm. Galaxy Z Flip sử dụng chip Snapdragon 855+, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB. Máy được trang bị 2 camera cùng độ phân giải là 12MP, góc tiêu chuẩn và góc siêu rộng, cùng pin là 3.300 mAh. Đến với một thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, tiền ảo Pi bị nghi ngờ là trò lừa đảo đa cấp. Tiền ảo Pi đang được nhắc đến nhiều tại Việt Nam. Tiền điện tử này được quảng cáo là có thể khai thác trên smartphone thông qua ứng dụng miễn phí Pi Network. Sáng ngày 23 tháng 2, Pi Network lọt top 10 ứng dụng được tải nhiều nhất trên hệ điều hành iOS tại Việt Nam. Trang fanpage của Pi Network cũng vừa công bố đạt 13 triệu người dùng trên toàn thế giới. Nhiều hội nhóm của những người quan tâm đến đồng tiền Pi tại Việt Nam mọc lên chỉ trong vài ngày, thu hút hàng chục nghìn thành viên. Theo lời giới thiệu trên sách trắng của dự án, Pi được xây dựng để trở thành đồng tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới. Trong lộ trình phát triển được công bố, Pi cũng chia làm 3 giai đoạn như nhiều dự án tiền mã hóa khác, gồm giai đoạn thiết kế, thử nghiệm trên testnet trước khi tiến tới giai đoạn chính thức là mainnet. Tuy nhiên, sách trắng từ năm 2019 không nói rõ thời gian cụ thể của các giai đoạn. Người đứng sau của dự án Pi được giới thiệu là tiến sĩ Nicholas Kokalis, đang nghiên cứu về blockchain tại Đại học Stanford. Ứng dụng Pi Network có nhiệm vụ khai thác đồng tiền Pi từ điện thoại người dùng. Ứng dụng này trên Android yêu cầu một số quyền như đọc danh bạ, nhận dữ liệu từ Internet, v.v. Để sử dụng, người dùng cần đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc Facebook, đồng thời có mã giới thiệu của người dùng trước. Việc khai thác Pi không yêu cầu công sức hay chi phí. Người dùng chỉ cần trong 24 giờ vào ứng dụng một lần để điểm danh. Ngay khi đăng ký thành công, tài khoản của mỗi người sẽ được 1 đồng Pi. Số đồng sẽ tăng theo thời gian. Tốc độ tăng mặc định ở giai đoạn đầu là 0,1 Pi trên giờ và sẽ tăng thêm mỗi khi mà người dùng mời thêm người khác cùng tham gia. Tuy nhiên, các chuyên gia về tiền điện tử và bảo mật lo ngại dự án này có thể là một dạng scam, lừa đảo người dùng để lấy thông tin cá nhân. Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, chuyên gia blockchain đang làm việc tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng Pi Network thiếu tính minh bạch của một dự án về blockchain. Ông Tuấn cho rằng đồng tiền Pi có nhiều vấn đề vì người dùng Pi có tài khoản nhưng không có địa chỉ ví và khóa bí mật. Như vậy, sau này sẽ không thể chuyển tiền hay là tiêu được. Tiền chỉ được lưu trên điện thoại hoặc là server tập trung. Người quản trị có thể thay đổi và tạo ra bao nhiêu tiền tùy theo ý muốn. Khi đó đồng tiền cũng không còn giá trị gì. Ông Tuấn nói, ứng dụng Pi Network được tải về và sử dụng miễn phí. Nhưng theo ông Tuấn, người dùng chắc chắn sẽ mất thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại hoặc Face ID. Thông tin xác thực EKYC. Ngoài ra, người dùng sẽ phải bỏ thời gian, công sức để lôi kéo người khác, lãng phí tài nguyên của điện thoại. Ứng dụng yêu cầu một số quyền truy cập thiết bị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất thông tin. Chuyên gia M. Ali từ trang The Coin Post đánh giá Pi Network giống một mô hình lừa đảo đa cấp. Theo Ali, người dùng không thể tự vào mạng lưới khai thác Pi mà phải thông qua mã giới thiệu. Đây là biểu hiện của một mô hình kinh doanh theo kiểu kim tự tháp, thu hút mọi người bằng lời hứa về lợi nhuận nếu tuyển được thêm thành viên. Giống ông Tuấn, M. Ali cũng nghi ngờ khi mà Pi Network không mở mã nguồn, đồng thời ứng dụng nhận hàng trăm nghìn đánh giá, nhưng phần nhiều là đánh giá ảo. Lời khẳng định ứng dụng đào tiền điện tử đầu tiên trên smartphone cũng không chính xác, khi trước đó đã có Uplexa và Electronium sử dụng smartphone rồi. Và vậy thôi, vừa rồi thì cũng đã là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.